Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bài mới lần này. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau tiếp tục về chủ đề làm móng. Và lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn những câu giao tiếp cơ bản các bạn có thể sử dụng trong tiệm làm móng. Hy vọng là những chia sẻ lần này của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ nhé. Lass uns anfangen. Mình sẽ chia những câu giao tiếp ra thành 3 phần. Phần thứ nhất là phần Begrüßung, chào hỏi. Phần thứ hai là Beratung, tư vấn. Và phần cuối cùng, phần thứ ba đó là Verabschiedung, chào tạm biệt. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với phần thứ nhất nhé. Khi khách bước vào tiệm của mình thì trước tiên chúng ta sẽ phải chào hỏi khách. Các bạn có thể sử dụng những mẫu câu đơn giản sau đây. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Bitte nehmen Sie hier Platz. Bitte nehmen Sie hier Platz. Xin chào, mời bà ngồi xuống đây. Còn nếu như đó là một khách hàng thân thiết và các bạn đã quen cái vị khách đó từ trước, thì chúng ta có thể có một lời chào thân thiện hơn. Hallo Frau Schmidt. Schön, dass Sie wieder da sind. Wie geht's Ihnen? Hallo Frau. Tên của vị khách đó. Schön, dass Sie wieder da sind. Wie geht's Ihnen? Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Tôi có thể mời bà uống gì không? Vị khách đó có thể trả lời là Ja, sehr gerne. Ich nehme einen Kaffee. Ja, sehr gerne. Ich nehme einen Kaffee. Vâng, rất vui lòng. Làm ơn cho một cà phê. Bây giờ chúng ta hãy cùng với nhau sang phần Beratung, tư vấn. Trong khi mà mình tìm hiểu về chủ đề này thì mình có xem được, có đọc được ở trên mạng. Đó là ý kiến của những người Đức khi mà họ đã từng đến tiệm làm móng của người Việt Nam. Thì họ nói là một trong những cái điểm yếu của những tiệm làm móng của người Việt đó chính là họ thiếu đi một cái sự giao tiếp đối với cả người làm móng cho mình. Tức là họ sẽ không có một cái sự tư vấn về cái nhu cầu móng của mình, vân vân. Và trong cái quá trình làm móng thì cũng không có một cái sự trò chuyện. Đó thì đó là những cái điều mình đọc được. Thì hy vọng là với những cái câu giao tiếp mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau đây thì các bạn có thể làm hài lòng hơn những vị khách của mình. Was kann ich heute für Sie tun? Was kann ich heute für Sie tun? Hôm nay tôi có thể làm gì cho bà? Haben Sie schon eine bestimmte Vorstellung? Haben Sie schon eine bestimmte Vorstellung? Bà đã có mong muốn gì cụ thể chưa? Ich möchte eine Maniküre oder eine Pediküre. Ich möchte eine Maniküre oder eine Pediküre. Tôi muốn chăm sóc tay hoặc chăm sóc chân. Ich möchte meine Nägel lackiert haben. Ich möchte meine Nägel lackiert haben. Tôi muốn sơn móng. Ich hätte gern eine neue Modellage. Ich hätte gern eine neue Modellage. Tôi muốn có một bộ móng mới. Ich möchte meine Naturnägel verstärken lassen. Ich möchte meine Naturnägel verstärken lassen. Tôi muốn làm chắc móng tự nhiên. Ich möchte meine Nägel auffüllen lassen. Ich möchte meine Nägel auffüllen lassen. Tôi muốn đắp lại gel cho móng. Sau một thời gian làm móng thì cái móng tự nhiên của chúng ta sẽ mọc dài lên và chúng ta cần phải đắp lại thêm gel cho cái phần mọc thêm đó. Was können Sie mir empfehlen? Was können Sie mir empfehlen? Ông bà có thể khuyên tôi điều gì? Đó là khi mà khách hàng của chúng ta chưa có một cái dự định cụ thể gì cho cái bộ móng của mình.
Thì ở đây là lúc mà các bạn sẽ cần phải đưa ra cho khách hàng của mình một cái lời khuyên cụ thể. Ở đây mình sẽ cho các bạn một vài ví dụ. Sie haben schöne Naturnägel. Deshalb würde ich Ihnen von künstlichen Fingernägeln abraten. Es reicht eine Maniküre. Sie haben schöne Naturnägel. Deshalb würde ich Ihnen von künstlichen Fingernägeln abraten. Es reicht eine Maniküre. Bà đã có móng tự nhiên đẹp rồi, bởi vậy nên tôi không khuyên bà làm móng giả. Chỉ cần chăm sóc tay là đủ rồi. Zuerst werde ich Ihren alten Nagellack oder Ihre alte Modellage entfernen. Dann werde ich Ihre Nägel etwas kürzen und neuen Nagellack auftragen. Zuerst werde ich Ihren alten Nagellack oder Ihre alte Modellage entfernen. Dann werde ich Ihre Nägel etwas kürzen und neuen Nagellack auftragen. Trước tiên thì tôi sẽ tẩy nước sơn móng cũ hoặc là tháo bộ móng cũ của bà. Sau đó thì tôi sẽ làm ngắn móng đi một chút và sơn nước sơn mới lên. Wie möchten Sie Ihre Nägel gefeilt haben? Wie möchten Sie Ihre Nägel gefeilt haben? Bà muốn rũa móng như thế nào? Thông thường chúng ta có những hình dáng móng thông dụng như sau. Oval. Oval. Dạng cong oval. Oder oval-eckig. Oval-eckig. Oval có góc. Eckig. Eckig. Góc cạnh. Spitz. Spitz. Nhọn. Rund. Rund. Tròn. Geben Sie mir bitte Ihre Hand. Geben Sie mir bitte Ihre Hand. Bà làm ơn đưa tay cho tôi. Bitte legen Sie Ihre Hand unter die Lampe. Bitte legen Sie Ihre Hand unter die Lampe. Bà làm ơn đặt tay dưới đèn. Möchten Sie auch die Nägel lackiert bekommen? Möchten Sie auch die Nägel lackiert bekommen? Bà có muốn sơn móng nữa không? Ich möchte meine Nägel nur poliert haben. Ich möchte meine Nägel nur poliert haben. Tôi chỉ muốn rũa bóng móng thôi. Welche Farben hätten Sie gern? Hier sind unsere neuen Farben. Welche Farben hätten Sie gern? Hier sind unsere neuen Farben. Bà muốn màu gì? Đây là những màu mới của chúng tôi. Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Farbe. Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Farbe. Bà hãy chọn màu mình mong muốn. So, fertig. Gefällt es Ihnen so? So, fertig. Gefällt es Ihnen so? Xong rồi. Bà có thích không? Oder sind Sie zufrieden? Sind Sie zufrieden? Bà có hài lòng không? Haben Sie noch einen Wunsch? Haben Sie noch einen Wunsch? Bà còn có mong muốn gì nữa không? Và cuối cùng, sau khi mà mọi thứ đã được hoàn thành một cách tốt đẹp, thì chúng ta sẽ đến phần chào tạm biệt. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss, schönen Tag noch. Xin chào, chúc một ngày vui vẻ. Oder schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Chúc cuối tuần vui vẻ. Hy vọng là những kiến thức trong bài lần này sẽ hữu ích với các bạn. Và mình rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi đến hết video này. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nếu như các bạn có bất kỳ những mong muốn nào cho những chủ đề tiếp theo thì hãy đừng ngần ngại chia sẻ với mình, bởi vì mình rất là mong muốn giúp ích được cho các bạn nhiều nhất có thể.
Nếu các bạn thấy bài học này hữu ích thì hãy đừng ngần ngại chia sẻ những cái kiến thức này đối với những người thân, bạn bè của mình. Và đừng quên cho mình một Daumen hoch để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!